anh dậy sớm vậy tại vì anh uống cà phê á, người nó mệt lắm em ơi, uống cà phê đêm á nó mới tỉnh dậy được, xong rồi uống không có ngủ được á, phải đợi trời sáng một chút đi kiếm phòng, bữa giờ cứ mệt quá nó đi kiếm phòng không có được hả mấy em ơi. Hello mấy em nha, hello Công Huy, hello Quốc Việt, anh cố lên giữ sức khỏe, cảm ơn mấy em cũng dậy sớm hơn, ngủ đi ông, ngủ không được bây giờ phải đợi để đi coi phòng, anh viện phòng á, tương lai nó không có còn được sáng lạng nữa, ghê quá sợ quá, kiếm một cái phòng rẻ để ở. Đẹp trai thật không em? Tại vì like ở trên top top là nó có app, còn bên kia anh hay làm thì không có app. Thần thần hả? Cũng còn buồn với em ơi. Chè thôi em, chè bột bán á, chè bột bán, cái chè bột năng với con sâu á, tiếng Việt mình gọi là bột bán rồi ta, giống như chè chuối vậy á. Bữa nay anh ra Phan Thiết chơi hả? Ok em, nói chung ở Việt Nam anh đi hết trơn rồi, Phan Thiết anh cũng đi rồi, Mũi Né đó. Tự nhiên bàn tay thon đẹp bữa nay ra Phan Thiết ra điện thoại em. Mười ngón tay đan vòng ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay giấc mơ hồng, ngón tay vẽ hồng ước mơ. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón tiếp yêu cho ta đan tình nhân, ngón tiếp yêu là ngón tay mơ mộng. Tự nhiên bị hạn chế mọi người, tính làm Như Quỳnh hả? Bị hạn chế gì đó, người ta nói mình like cho thương hiệu gì đó, xong anh mới bấm vào cái gì mới hết bị hay sao, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nói chung là bây giờ mình có một cái cuộc sống khác đó em. Cuộc sống của anh là hồi xưa là một cuộc sống khác, rồi bây giờ một cuộc sống khác, nhưng mà tiếp tục từ cái lúc mà cái này nữa là một cuộc sống khác nữa. Anh Huy nhỏ nhỏ con thấy cưng ghê, cảm ơn em nha. À, khỏe hơn chưa? Hôm qua là anh nằm liệt giường luôn, rất là mệt luôn, có nghĩa là tính đi coi nhà nhưng mà không có thức dậy được lắm em, mệt lắm. Nói chung là uống thuốc vô nó giống như là nó đi mình, nó mệt lắm, có những nó mệt lắm. Nhìn ông giống anh tôi, phải uống cà phê lên nó mới tỉnh được. Người nó giống như là có một cái cú gì nó dán xuống. Nó không có được như cái ngày xưa nữa mấy em ơi. Ai nói bình thường chứ anh thấy không có bình thường, thì từ từ nó mới bình thường, ý là nó không có lây nhiễm này nọ thì cũng cũng sống được hơn ngày xưa nếu mà cái người khỏe hay là gì đó, chứ mà
Nói chung là về sự thật là anh thấy không có bình thường đâu. Idol ngày xưa của tôi lâu lắm rồi mới thấy. Hello em yêu. Hôm nay thấy idol ở một vị trí khác. Một vị trí khác ngày xưa nhưng vẫn luôn vui vẻ. Và cảm ơn tình cảm của các em đã nhớ về anh khi anh mắc căn bệnh này. Cảm ơn em tặng cho anh một bông hoa. Hoa ơi, một cánh hoa, hoa hồng của tôi nép vào mà thăm ơi, hoa được bền lâu ơi em hỡi, mình đừng có nhau. Tình ta luôn thắm say mà tình em luôn ngất ngây. Bướm vàng tung bay cùng muôn sắc hoa như hoa nở. Ơi hơi một cánh hoa, hoa hồng của tôi. Cuộc sống đã an bài để Huy tu tập Phật Pháp. Thôi xin đừng nói vậy, làm lòng em đau. Đừng làm em đau với câu nói như gì. Em không muốn, em muốn em là người bình thường. Lúc bình thường em vẫn có tu tập Phật Pháp mà. Làm như anh là một con người không ra gì mà em nói như gì. Đau đớn trong lòng quá đi. Em đừng hát nữa, anh yêu em hả? Vui vẻ mà sống, cố lên con trai tru, cha cô ơi. Cô chú mà cũng có chơi top top. À đúng rồi, cô chú bây giờ cũng chơi rành lắm không. Tại vì chỉ có mình Huy là không có rành về top top thôi. Kiếp này Huy nhất định phải thật nhất tâm. Kiếp này phải nhất tâm á hả? Kiếp này coi như xé nhát. Kiếp sau không biết như thế nào. Tại vì chưa đi chưa biết có kiếp sau hay là sống hết kiếp này rồi tính. Không nghĩ đến kiếp sau tại mình chưa có hết kiếp này. Mình đâu có biết là có kiếp sau thiệt hay không. Em không biết những gì em chưa biết, cho nên em không nói những gì em không biết. Em dậy đi làm, anh Huy ngày mới vui vẻ. Ok em yêu, anh chúc em ngày mới làm việc thiệt là vui nha. Kiếp trước Huy là tiên nữ phạm tội nên bị xuống cõi ta bà đó. Ta là tiên nữ ư? Mặt ta giống như một thằng cốt đột. Mà kêu là tiên nữ, ta là một thằng cốt đột. Thuốc thú y nè. Idol là stop hay boss? Chuyện đó không quan trọng đối với anh. Stop hay là boss, nó không phải là một cái vấn đề. Nó không phải là một vị trí. Bởi vì thích nhau là được. Rồi sao mình tính tiếp. Không thích là không được. Cho nên là có chuyện stop hay support gì đó cũng là chẳng vấn đề gì với anh. Nhưng mà từ lúc anh bị căn bệnh này, uống thuốc vô rất mệt. Nếu anh làm top không được nữa, nó yếu lắm. Nếu mà muốn làm được thì chỉ có làm ở dưới thôi. Cái người làm như là người con gái thôi. Tại vì uống vô nó yếu lắm, cái chuyện kia không có được á. Mấy người trên cái ấy chửi rồi gì đó, chứ thiệt ra đâu có nôi nổi đâu, đâu có làm nổi gì đâu, yếu. Coi cũng tốt để như bạn trẻ trong cộng đồng trân trọng bản thân, đúng rồi. Để mấy bạn, nếu mà ai mà có nhu cầu nhiều á, mua cái thuốc nó uống để nó phòng chống. Huy không tin thì tu tập rồi, sẽ nhờ các thầy xem sẽ biết. Nói nghiêm túc mà không nghe. Không nghe. Nói nghiêm túc mà không nghe thì sao? Tự nhiên vào nói Huy như vậy, kỳ quá vậy. Tự nhiên nói Huy không tu thì tự nhiên nói nghiêm túc mà Huy không nghe. Nếu mà bạn là một người tình tâm thì bạn nói không có nói ra những lời như vậy đâu. Kiếp trước của anh Huy là cái gì không biết chứ kiếp này anh Huy đẹp trai ghê hả? Cảm ơn em. Bạn mình cũng có người bị. Thầy bảo uống thuốc một năm.
thì khỏe thì ý là anh mới bị thì anh uống cho anh thấy mệt. Thì nhiều người anh nghĩ là bình thường là giống như là quen với cái sự mệt đó rồi đó, em hiểu không? Quen với cái sự mệt cho nên là thấy nó bình thường. Với lại nó bình thường là vì nó không, cái thuốc đó nó là hay là làm cho dưới ngưỡng nó không có lây nhiễm cho người khác rồi, vậy cũng có con được bình thường rồi, đó là gọi là bình thường. Chứ thiệt ra là sao mà bình thường được em? Đã bệnh rồi là không có bình thường được. Không có bình thường được đâu. Ý là sống là như người bình thường thôi, nhưng mà có bệnh là nó sẽ mệt, nó không có thể nó bình thường được. Trời à, muốn Huy tu tập mình Huy nghĩ sao đây? Thôi tự nhiên muốn Huy tu tập chi? Huy muốn làm người, Huy chưa muốn làm tiên làm Phật. Đừng có ép Huy. Huy muốn đi uống cà phê, Huy muốn đi chơi, Huy muốn đi làm, Huy muốn đi học. Huy không có nghĩ cao siêu quá đâu. Hello anh Huy siêu kêu của em, hello em. Anh về Việt Nam chưa? Nói chung anh hồi bữa anh up cái hình là anh về anh mở quán, anh mở một cái quán nước cà phê, nhiều em ủng hộ anh quá mà anh chưa có đủ cái tinh thần để về. Từ từ nha, mấy đứa chờ anh nha. Sương bị trễ, hello Subin. Hôm nay live sớm mà có mấy em vào xem vui vậy. Không ngờ giờ này có người vào xem nè. Mà cái phiên live này bị hạn chế nhưng mà mấy em vào cũng nhiều quá vậy ta. Cảm ơn mấy em đã ủng hộ anh nha. Huy về Sài Gòn mở đi hả? Huy về Sài Gòn Huy sẽ mở một cái chỗ đó, giống như là mình mở một cái xe á. Nhưng mà người ta nói cái xe thì mình mướn cái chỗ nào nhỏ nhỏ. Nghe giọng anh giống người Phú Yên vậy. Khi nào Huy về Việt Nam? Huy chưa có biết nữa. Cái tên hay quá, Lạc Lạc. Có cái tên là tên Mặn Mặn không? Mặn Mặn với Lạc Lạc là một cặp đôi luôn á. Đúng rồi, anh là quê anh là ở hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thấy ngày ấy vương sau hè. Tôi thấy ngày ấy vừa ghé qua. Tôi thấy thành tháng như mây trời dần dần cứ xa rời tôi. Huy Lạc là một đôi hả? Chịu hả? Chịu một người như tôi sao? Bạn chịu một người như tôi sao? Có nhiều người hả? Hát bôi nhội. Kệ, mình không có nói những chuyện đó nữa. Cho qua em, bây giờ Huy không có nghĩ đến gì nữa hết trơn. Chịu chứ, dễ thương nè. Dễ thương. Em chịu, chấp nhận anh Huy tóc. Sao có nhiều người chịu anh Huy quá vậy? Thật không? Tới khi tôi gặp mấy người bỏ chạy thì tôi sẽ bắt mấy người. Bắt mấy người, níu mấy người, nhéo mấy người. Nữa, tờ bờ lờ anh bị chấm 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 kìa. Anh bị gì? Chấm chấm chấm, ghê gì? Nói ra luôn đi còn chấm 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 rồi nữa. À thôi, em không bao giờ bỏ chạy hả? Nếu em không bỏ chạy thì em hãy chạy ngược vào lòng anh đi. Anh sẽ mở cái lòng anh ra. Anh sẽ mở cái lòng anh ra. Anh úp em vào lòng anh. Trời ơi, Mai Nguyễn nói tiếng Thái. Sawadika. Huy hiện tại ở Việt Nam hay Thái Lan? Tâm, Huy ở Thái Lan. Huy đang ở Thái Lan đó. Mọi người đi Thái Lan chơi chưa? Có giấc mơ nào em để khẽ lướt qua làn môi mềm lấp lánh như ngàn tia nắng sưởi ấm cõi lòng anh hầu vẫn biết yêu và mong chờ vẫn biết yêu người xa vời muốn khúc ca còn êm ái
cùng giấc mơ nồng say. Oh, oh, oh. Người về đây với anh cùng tình yêu khát khao, hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về. Mình cùng tay nắm tay chọn đời yêu nhé em. Lúc trước từng quen bạn em 8 năm, sau đó từng bị như anh. Họ mất được gần 2 năm rồi. Ủa? Lúc trước em từng quen bạn em 8 năm, sau đó cũng từng bị như anh. Họ mất. Họ bị bao lâu là mất vậy em? Có uống thuốc không em? Anh khỏe không anh? Anh cũng được à. Anh không ngủ được nên anh mới like nè. Mở lòng cho Lạc vào. Ừ, Lạc vào trong đây rồi Lạc. Hãy Lạc, Lạc trong lòng của mình luôn. Đừng có ra nha. Lòng mình nha. Đừng có rớt khỏi cái lòng mình, mà hãy ở trong Lạc, trong cái lòng mình luôn. Mất công tìm hiểu người khác là mệt quá. Arom đi chăng lơ à, chăng quanh ní lọ. Rồi ôi, nói tiếng Thái với anh làm gì nữa. Người Việt mà nói tiếng Thái bắt anh đọc muốn rụng đủ. Arom đi chăng quanh ní lọ. Quanh ní arom đi mắc lơi. Mấy khoam chinh có mấy đi thói lầy nè khắp. Tại có ba gia giam. Ba gia giam thúc quanh hay khoam rút sực mình chật đi khưng. Rò mình chật đi khưng tại mấy lúc mình chật dăng ngay. Tại có ba gia giam. Về đóng phim tiếp đi Huy ơi. Không được đâu bạn ơi. Đóng phim thì chỉ là không có thể là một cái công việc ấy được đâu. Về mà mở quán cà phê thì ok. Chắc là ở Thái lâu rồi phải không? Họ mới biết là nhưng áp lực vì tai tiếng dư luận nên uống thuốc tự dẫn mà mất. Trời ơi là trời. Thấy chưa bở? Tôi nói rồi, cái này ghê lắm. Có mấy người bị rồi nhảy lâu rồi đó. Nhưng mà ghê lắm, nói chung là cảm giác ghê lắm. Bị rồi mới biết. Nhiều khi mình nói mọi người cũng chưa tưởng tượng ra được đâu. Thấy chưa, bạn nói kìa, tự nhận. Uống thuốc gì vậy? Mà uống thuốc gì vậy em? Huy bị 3 tháng rồi, còn mấy viên thuốc nữa nè. Để Huy coi thử. Còn mấy viên nữa là đủ 3 hộp luôn á. Là 3 tháng luôn á. Nè còn 4 viên nữa. Còn 4 viên nữa là 3 tháng. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần. Chờ đợi sao không thấy, anh ơi chiếc vào đây. Em còn 4 viên thuốc này, là đủ 3 tháng uống thuốc ARG HIV. Hát hay không? Mới hát cái câu đó hay không? Huy bệnh bình thường. À, bình thường là mãn tính thôi. Thì nó khác ngày xưa, nhưng mà nói chung là nó vẫn ghê. Tại vì người ta từ ngày xưa là người ta không biết á. Như là Huy là cái thế hồi trước, Huy cũng không có biết là bây giờ có thuốc. Tại vì Huy ở bên này chứ Huy cũng không có rành nữa mấy em. Anh bị rồi anh mới biết là có cái thuốc uống, nhưng mà nó vẫn ghê em ơi. Không có bình thường được đâu. Tại vì nếu mà đã bình thường thì người ta cho nói cái bệnh này hết rồi, chứ đâu có ai cũng giấu đâu. Cái bệnh này nó ghê là ở cái tâm trí á, ghê lắm em ơi, nó không có bình thường được đâu nha. Anh bị rồi anh biết. Ghê lắm, nó ghê lắm em ơi. Nói thiệt nha, nó ghê lắm. Nó ghê đến cái mức mà xỉu tại chỗ luôn. Đã 15 năm rồi không gặp Huy, từ lúc mình cùng nhau học trong sân khấu kịch. Khánh à. Ủa Khánh Hà nào vậy ta? Không có thấy avatar Huy. Huy không có nhớ mặt. Hà nào vậy ta? Hà nào? 15 năm rồi hả? Dữ vậy sao? Ủa? 15 năm rồi hả? Năm nay 35 tuổi. Đúng rồi hả? Đúng rồi, 15 tuổi. 20 tuổi. Ủa? 18 tuổi. 18 tuổi là học cao đẳng 3 năm. 3 năm tốt nghiệp xong mới học. Nghĩa là chưa có tới 15 năm, 14 hay 13 năm thôi mà. 14 hay 13 năm thôi mà. Mà không có hình Huy, không nhớ mặt được. Đỡ cái avatar cái đằng sau tóc.
Điều trị theo phác đồ uống thuốc đúng giờ, ăn uống, thể dục thể thao, quan trọng nhất là tinh thần. Phác đồ gì đâu, anh thấy có đâu có phác đồ gì đâu, người ta cứ đưa là thuốc là uống vậy thôi, uống suốt đời không nói năng gì hết, người ta không nói năng gì hết trơn. Người ta đưa là thuốc kêu uống cũng nhận gì, cũng nhận gì hết trơn, không phải uống mệt. Mà may cái thuốc của anh là không có phải là canh là ăn xong rồi uống hay là uống xong rồi ăn, cho nên là nhiều khi mệt ở trong phòng không có cái gì ăn cho mệt xỉu luôn, vẫn ráng cầm cái viên thuốc uống cái này. Mấy đứa ơi, cũng may là không có cần ăn uống gì hết, uống thôi xong rồi nằm xỉu tiếp, nó mệt trong qua nó mệt. Hôm nay là phải đi khỏi nhà chứ không có để bình thường được rồi mấy em ơi. Em lớp đờ đầu K1 hay nào vậy ta, em có hình em inbox cho anh gửi hình anh coi thử. Còn nhớ anh hay quá ta, hình như bé Hà là cái vô sau phải không? Hình như em vô sau lớp đúng không? Em vô sau, ý là em vô sau mấy bạn chứ không có vô từ lúc đầu phải không? Em có học một chút xong rồi em nghỉ phải không? Mắc hai mí to to phải không? Dậy sớm vậy anh, ăn sáng chưa? Nhiều bạn về âm đây. Nhiều bạn về âm bên này bình thường. Nhiều bạn về âm, còn anh là từ đầu là không có luôn. Anh nói láo, anh là anh lát nữa ra đường xe cán đầu anh luôn, bởi bởi luôn. Có nghĩa là vậy nè, của anh á là ngay từ đầu không thấy virus luôn, nó y chang người đã điều trị rồi, cho nên ông bác sĩ ổng nhìn ổng nó, ông bác đi chết lại mà quá mệt, dòng đi dòng lại cho muốn xỉu. Có nghĩa là của anh là u bằng u luôn, ngay từ đầu undetected, ngay từ đầu luôn nha mấy em. Cái máu của anh là ngay từ đầu nó đã là như người điều trị rồi. Ông bác sĩ ông nói là 30.000 ca có một ca như vậy, nói láo cán xe cán ra đầu bể chết tại chỗ luôn. Em người ăn chay đeo tang để đám giỗ đầu của bạn em được một năm em xả tang. Trời ơi nghe buồn quá em ha, bạn em tự vẫn á, buồn quá ha. Bởi vì có cái câu hát cuộc sống mấy ai nào biết trước định nên, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim buồn tênh, yêu đương chỉ cho lòng thêm đau, chớ trách duyên số khiến cho ta phải mang hận sâu trong đời. Và khi con tim không còn than van, nếu biết rằng khi yêu chúng ta không nhiều hối tiếc. Thuốc đó là uống xong ngủ mê man à, ngủ không phải mê man mà cái thuốc này thiệt ra là anh đã uống rồi, tại vì á, cái thuốc này là giống là thuốc bét, nhưng mà cái miligam của nó nhiều hơn hay là ít hơn là tùy à, hình như nó ít, cái thuốc này là uống suốt đời cho nên là nó, cái miligam của nó ít hơn cái thuốc bét. Nó cũng là cái thuốc bét, có nghĩa là cái thuốc mà các ví dụ các em có bị tai nạn về cái chuyện đó thì các em sợ quá, các em mua cái thuốc này uống là cái thuốc anh đang uống á là suốt đời luôn. Nhưng mà cái mi, tại vì của anh là suốt đời cho nên là nó cái miligam nó sẽ ít hơn. Còn tụi em là sau thí dụ mới bị thì trong vòng 72 tiếng là vẫn uống vẫn được, có nghĩa là một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà nói chung là càng sớm càng tốt, mua uống liền một tháng là không bị. Hồi xưa anh đã uống những cái lần anh bị tai nạn, anh đã uống những cái thuốc đó rồi là 5 lần đều không bị. Cho nên là cái thuốc anh đang uống là cái thuốc bếp đó đó. Các em, nếu mà các em bị tai nạn thì mua cái thuốc đó chứ đừng có để như anh nha, ám ảnh suốt một đời đó. Cái thuốc nó uống xong là họ nó mạnh lắm. Hồi xưa là anh đã uống rồi, trời ơi, uống vô họ nằm ngủ nằm mơ tùm lum tùm la hết, nó mệt lắm. Nó ảnh hưởng cái này của mình lắm nè. Ngủ nằm mơ tùm lum tùm la nó mệt lắm. Cái thuốc đó nó mạnh lắm. Mấy người comment luôn rồi, mấy người comment là cái thuốc đó mạnh mà nghĩ mấy cái bạn uống đó ARV công nhận khỏe hay thiệt. Tại cái thuốc đó nó mạnh thiệt nha. Nó mạnh lắm á. Nó mạnh nó mới gì? Nó mới đập băng mấy cái con virus được chứ. Cái con đó nó khôn lắm. Bên Thái có bán hàng rong không chị? Có, em mơ đài ngay luôn ngoài đường á. Xin follow của anh thôi nha, thôi
Khi nào về Việt Nam em đón nha. Cảm ơn em yêu. Giữ sức khỏe nha anh trai. Ừ anh cảm ơn. Sống được bao lâu thì sống. Nhưng mà có những lúc nó buồn ghê gớm lắm em. Cảm ơn Tiêu Tiêu thích anh nha. Cũng thành phần y chang nhưng mà hàm lượng khác nhau, đúng rồi đó. Y chang cái thành phần y chang mà hàm lượng là nó thấp hơn. Còn cái thuốc mà mấy em mà lỡ mày có tai nạn là nó sẽ mạnh hơn. Cái chỉ cần uống trong một tháng thôi, 28 ngày thôi. Là cái hộp hồi nãy đó của anh đó, là những cái lần ngày xưa anh uống đó, đâu có bị đâu. Ví dụ mà ai mà có làm gì hại mình hay là nhiều khi không phải hại mình là như nó trục trặc nữa, nó này nọ gì đó. Là mua uống liền nha mấy đứa, đừng có sợ, đừng có mắc cỡ nha. Uống lắm á. Còn nếu mà lỡ bị rồi thì đi liền, đi liền. Đi liền, chết liền, để uống liền, để cho cái cho nó, chứ đừng có để lâu là nó thành giai đoạn muộn là nó ấy, là nó đau đớn nữa. Nhưng mà có những người giai đoạn muộn mà vẫn cố gắng vẫn qua được. Good morning anh Huy, cảm ơn mấy đứa nha. Sống đi trên dư luận, đừng sống dưới dư luận. Rồi bữa giờ anh sống dưới dư luận mà cho mình đau khổ. Thiệt ra anh bị cấn ngày hôm nay là cũng mấy cái người vào hại anh đó. Là cũng một phần nhỏ thôi chứ không phải là bên em rồi bên ấy. Có một loại thuốc rất hay đó là thuốc giết nó luôn, là tăng sức. Thì cái thuốc đó ở bên này cũng, ở Việt Nam mình cũng có mà. Trời ơi, có khi giả vờ để nổi nữa chứ. Mệt. Có người kêu tôi giả vờ để nổi nữa chứ. Mấy em ơi comment giùm anh nha. Nổi cái cỡ. Nổi như vậy được không? Thấy được không? Nổi cỡ. Nổi mà để bị tai tiếng nha, được chưa? Làm như người ta, làm như người ta là người dân nước lẻ. Người bình thường hay sao mà phải làm như vậy? Tự nhiên người ta cũng, mấy cái bạn người ta vô biết Huy là ai rồi, tự nhiên Huy đi làm như để nổi chi. Có cái bạn comment Huy mắc cười quá à. Đó, cái tuổi này còn mà nổi gì nữa, người ta đã sống bên này bao nhiêu lâu người ta lục đuôi rồi. Đó, nữa, vô comment nữa kìa, thấy chưa mọi người. HIV mà vui như Tết kìa. Chứ buồn thì người ta kêu khổ, đau khổ người ta không cho. Giờ mình nói chuyện với mấy em thì người ta, thấy không? Giờ cũng kiếm chuyện, thấy không mọi người? Ở bên cái trang anh hai làm bên kia là anh khóa hết những cái người đó rồi, bắt đầu giờ qua đây nè. Bắt đầu qua đây nữa nè, thấy không? Khóa nữa nè. Giờ khóa nữa hả ta? Hay là cho nó nói chút mà. Cho nó bớt buồn. Nó vô nó kiếm tôi được cho mình nó mệt quá. Bạn mình uống 20 năm rồi, không hề gì. Thì CD4 của Huy cũng cao luôn nha mọi người, Huy yếu. CD4 của Huy là người bình thường luôn, là chỉ số của người bình thường luôn. Trời ơi, có người tặng hoa hồng Huy nhiều quá. Do có người chửi á, giống như bên cái trang Huy làm á, bên kia kiểu người ta chửi rồi quá trời luôn vô. Mấy chị tặng 50 đô rồi có. Rồi dì bộ ấy lên đâu có để, dì bộ làm clip ấy lên đâu có để số, vẫn không để số tài khoản. Người ta hỏi không được, người ta cho bị chuỗi tiếp xong rồi bắt đầu mấy chị thấy tội nghiệp cho 1.890.000 nữa đó. Giờ bắt đầu qua khóa bên kia, khóa bắt đầu qua ra chuỗi tiếp nữa này, thấy không? Quá dễ sợ cuộc sống sao mình, anh dễ sợ vậy hết. Bị điên như mấy bé này luôn, thiệt chứ. Anh nói còn anh nhé, đừng có ăn dâu mỡ. Dâu mỡ. Ô, anh ăn hết em ơi, đâu có biết sống được bao lâu đâu, hên xui em ơi. Giờ là ăn cái gì mình thích là ăn, đừng có hạn chế là không có uống bia uống rượu, chứ giờ là anh đâu có ăn đồ mỡ nhiều đâu. Để anh lấy cái hộp thuốc cho mấy em coi. Anh ơi, em là AK. Hello em AK nha, chào em. Không, Huy không có uống thêm thuốc nữa. Mát gan, mát thận gì nữa. Huy không có dám uống thuốc gì nữa hết đâu. Cholesterol với lại mỡ trong máu của Huy cao, đáng lẽ Huy phải uống thuốc, Huy vẫn không uống luôn. Huy không có dám uống thuốc gì nữa hết đó mọi người.
người ta nhiệt tình thế mà follow lại thì follow lại hả? Ok, để Huy follow lại rồi. Follow lại rồi đó, vui chưa? Follow hay không follow gì, nói chung là cũng đâu có quan trọng đâu. Đây cái hộp thuốc nè, cái hộp thuốc này đây là người ta ghi là: anh ơi, anh em là con bé đứng vẫy tay chào tạm biệt anh lúc anh còn quay phim tiệm bánh hoàng tử bé. Wow, hello em, 10 năm rồi hả em ha? Người ta muốn nhắn tin riêng á hả? Oh. Ủa, không có follow nhắn vẫn được mà, Huy vẫn thấy mọi người gửi nhiều lắm. Cứ nhắn cho Huy đi. Hello Minh Duy. Đây cái hộp thuốc của Huy nè. Mấy cái trang người ta để là cái thuốc Huy Ma uống. Người ta quảng cáo cái thuốc. Nhờ Huy Tương không biết đáng khóc ra nước mắt. Gặp lại mấy đứa trong một cái tình trạng như vậy thiệt là buồn. Nhưng mà cũng không biết nói gì hơn, là phải cố gắng. Có mấy chị ở trên cái kênh anh làm á, comment là: Huy ơi, tại sao em lại, chị em lại được mọi người chú ý là trong một cái trạng thái như vậy, chị rất là buồn. Ý là người ta nói là Huy làm cái kênh, cái kênh giờ UU á, YouTube á, ý là giờ được nhiều người xem, nhưng mà tại sao lại trong một cái trường hợp như vậy, chị rất là buồn. Thiệt ra Huy cũng rất là buồn luôn, nhưng mà Huy đâu có thể nào thay đổi được mọi người. Nó rất là buồn. Nó buồn lắm mọi người à. Đây là cái lọ thuốc nè, còn 4 viên, thiệt ra bây giờ cũng phải mở ra rồi. Còn 4 viên, cho nên là giờ cũng phải mở ra. Nè, nó có một cái lớp bọc như vậy nha cả nhà. Để Huy tróc tóc vào bên kia để Huy uống. Còn hết 4 viên đó là được 3 tháng rồi. Thời gian trôi nhanh quá ha. Tuổi thơ em sắm mái trường. À, nói chung là mọi người đừng có so sánh bệnh. Nói chung bệnh nào nó cũng có cái khổ hết. Nhưng mình đây, ở trong đây Huy mở ra luôn, tại vì còn 4. Loại này nên uống đúng giờ nha em, đúng rồi. Cái loại nào cũng đúng giờ hết á. Nói chung là loại nào mà về cái căn bệnh này là phải đúng giờ, chứ không virus nó lên. Còn nếu mà quên á thì đừng có để quên lâu quá 2-3 tiếng. Còn nếu mà qua 2-3 tiếng rồi thì mình để quên luôn, để cho sang cái ngày sau mình uống luôn. Nếu mà không uống là virus nó lên đó. Có nhiều người buồn đó, không có uống thuốc đó. Có mấy người vô comment đó, quên uống thuốc xong rồi đi luôn rồi đó. Chả hiểu. Rồi có mấy người nói cái bình thường xong cái chả. Nói chung có nhiều luồng ý kiến mà cũng không biết. Đó Huy để. Ồ, cái hộp này cũng đủ luôn. Thấy không? Cái hộp này đủ 30 viên luôn. Đúng rồi, hèn gì. Tại vì hồi xưa Huy đã uống cái hộp này rồi. Uống cái hộp này là những cái lần bị tai nạn thì mình uống cái này là một tháng thôi. Trong vòng 72 tiếng á. Cả nhà nếu mà bị tai nạn thì uống cái hộp này là không có bị. Thuốc nó hay lắm. Còn đã bị bệnh như Huy rồi là phải uống suốt cuộc đời. Tới khi qua bên thế giới bên kia thì mới được ngưng thuốc thôi. Bây giờ nó làm bạn với mình, làm bạn với nó đó. Mình làm bạn với nó suốt cuộc đời đó. Cái thuốc của Huy là trong đây là người ta ghi là tháng 11 năm 2023 là ra mắt. Ý là cái ngày mình la ra cái lò này nè. Ngày hết hạn là được 3 năm. Thấy tivi là sắp có thuốc tiêm 6 tháng một lần. Đúng rồi, nhưng mà chưa có, nhưng mà nói chung là người ta áp dụng hay chưa là tùy nước. Nói chung là tiêm thì nó đỡ bị quên. Tại vì sao uống cái thuốc này nó, mỗi người nó sẽ có một cái review khác nhau nha. Huy uống vô là Huy có những lúc Huy ngủ, Huy mơ này, là dễ quên nó, cho nên là
nhiều khi uống xong á, mình nhiều khi cái mình lỡ mà mình dễ quên, cho nên là cũng sợ quên uống thuốc. Nếu mà có thuốc tim á thì mình không có cần phải nhớ để uống thuốc, là tim luôn 6 tháng một lần. Kiên trì uống thuốc là được. Cảm ơn mọi người tặng quà cho Huy nha, nhưng mà đừng có tặng, tại vì Huy không có chơi ở bên top top nhiều, Huy không có rành á. Tặng để dành thấy tích cực là mọi người để dành đi, đừng có tặng cho Huy. Bây giờ em 19 tuổi hả? Bây giờ em thấy anh khác ngày xưa không? Đẹp trai quá hả? Thiệt hôn, cảm ơn bạn nha. Về Việt Nam đi nè, từ từ bạn ơi, từ từ chờ mình uống thuốc mà, cho mình uống thuốc đơn rồi chết lại đây nọ. Để Huy coi cái thuốc của Huy này nha. Hồi bữa Huy thấy có cái bạn kia cũng là uống bị 10 năm rồi, nhưng mà bạn uống 3 hộp màu trắng, mà cái viên thuốc nó nhỏ nhỏ. Cái viên thuốc của Huy á thì nó to, có rồi nhưng chưa về tới Việt Nam thôi. Nếu có thuốc tiêm trước tiên phải uống ARV 3 tháng mới được tiêm. Huy uống ba tháng rồi đó, còn 4 viên nữa. Cái viên thuốc này là bự nha. Còn cái ai mà có mấy người bị 10 năm đổi thuốc thì Huy nhưng mà thiệt ra cái thuốc này là mới nhất, nhưng mà sao không biết, cái bạn nó 10 năm nhưng mà bằng đổi thuốc, giống như là cái cơ thể bạn nó sao, hình như là bạn giống như là nó cái thuốc không hẹp hay sao không? Đúng rồi, đổi thuốc, cái viên thuốc nó nhỏ nhưng mà ba viên, nhưng mà ba hộp khác nhau. Loại này uống buổi sáng hiệu quả hơn hả? Nói chung là hiệu quả hơn hay không là uống vô là người nó cũng như vậy bạn ơi. Tại vì á, Huy nghĩ nha, mỗi người sẽ có một cái thời khóa biểu nó khác nhau, cho nên là mình không có theo được ai hết đó. Có nghĩa là mỗi người á, cái cuộc sống, ví dụ mỗi cái người sống về đêm hay là về sáng thì nó sẽ thành buổi đêm của người ta sẽ thành buổi sáng dạng vậy. Huy nghĩ là cứ uống thôi, sáng chiều gì là do mình thôi, cái thời biểu của mình á. Sao không giấu đi công khai làm gì vậy Huy? Em đâu có muốn công khai đâu. Anh vô cái kênh của em, anh coi biết vì sao em như vậy. Giờ em không có sức để kể nữa, em đâu có muốn công khai đâu anh. Quê anh ở Tuy Hòa hả? Đúng rồi em. Đang ở đâu Thái Lan qua thăm à? Dữ gì sao? Dữ gì? Có phát đồ khác nhau à? Tuổi thơ em xa mãi trường xa. Để Huy coi thử trong này nó có ghi gì nha. Có nghĩa là nó ghi 50 mg rồi 200 mg, hoặc là 25 mg, 30 tablet, 30 viên nè. Không biết ở Việt Nam thì có tiếng Thái không. Cái hộp ở Việt Nam là tiếng Thái luôn hả mọi người? Cái này Huy thấy nó ghi là ở Sukhumvit Road ở bên Thái, nhưng mà Huy thấy hồi bữa Huy nhớ ở đâu này, trong này luôn sao ghi là Made in India, là làm ra ở Ấn Độ hay gì á. Huy nhớ có cái hộp nào hồi bữa ghi là Ấn Độ gì mà ta, mà Huy nhớ mà có mấy người nói là cái thuốc này là mấy người bị viêm gan B là uống luôn hay sao á. Nhưng mà mấy người viêm gan B uống là trị được hết rồi thì không uống nữa, còn người là uống luôn. Cái này là tenofovir, là phenamide. Do not store above 30 degrees, store in original container. Đừng có để trên 30 độ, đừng có để mấy chỗ nóng này, nó ghi nè. Formulation contain lactose. The product has been manufactured under licenses from Ulisciency Medicine, Patent Pool, and
VIIV Healthcare, any other use is not authorized. Ủa, bữa nhớ nó ghi mess in ở đâu ta? Ở bữa nhớ rõ ràng luôn á mọi người. Ở bữa hồi thấy mess in gì á. Cố lên nha bà, cái thuốc đó uống tốt hả? Ấn hiện tại là tốt hàng đầu rồi. À vậy hả? Vậy đúng hồi bữa Huy thấy Made in India. Cài bài thất là uống đúng vậy. Cái máy điện thoại nó bị gì? Sao có bữa cài nó không có lên mọi người? Cái điện thoại nó bị gì vậy? Không này là quên uống đúng giờ. Uống sữa tươi cách 2 tiếng. Đúng rồi, nhưng mà ở bên Thái người ta dặn 6 tiếng luôn. Mà thiệt ra mấy cái bạn biết Huy cũng nói có 2 tiếng mà sao cái ông bác sĩ của Huy không dặn 6 tiếng? Còn cái ông còn cái chỗ nhận thuốc không có chuyện, không có dặn gì luôn. Còn kìa, tại vì hai chỗ cái bệnh viện là bệnh viện quốc tế là nó đắt tiền, cho nên là phải qua một cái chỗ rẻ tiền, nhưng mà chỗ rẻ tiền đó là chuyên hơn. À bị rồi, còn yêu đương tôi biết ở trong thiền viện Taos không là ở đâu vậy bạn? Nãy giờ nhiều tin quá Huy đọc không hết. Uống tầm 10 giờ sáng là tốt nhất vì ngủ dậy ăn không bị quên. Nói chung tùy cái thời khó biểu của mỗi người bạn ơi. Cấp rồi hai chú à, chú chào con nha Win, chú chào con Nhất Duy hai em nha. Có mấy em bây giờ cái tên dễ thương quá ha, mấy em nhỏ bây giờ tên hay ghê á. Để coi nè, hồi bữa nhớ Made in ở đâu trời, tôi tức ghê luôn á. Nói chung hồi bữa Huy có thấy Made in India nhưng mà giờ Huy không thấy nữa. Huy chả hiểu tại sao. Chú bị bệnh đúng không chú? Chú chào con nha. Chú bị bệnh đúng rồi con. Chà em Huy dễ thương, hello anh. Hello anh Thiện. Nói chung cái thuốc này là cái thuốc mới nhất. Và thiệt ra nó là những cái thành phần của nó là cũng giống như những cái thuốc ngày xưa, nhưng mà nó được hơn là nó bị ít bị tác dụng phụ hơn. Tôi nghe nói như vậy, nó ít tác dụng phụ hơn cho nên nó tốt hơn là như vậy. Chứ thực ra nó cũng là những cái thành phần để cho đóng băng cái con virus đó mọi người ạ. À, để cho nó cái tải lượng trong virus trong máu của mình nó không có tăng lên, nó không có gây nguy hiểm cho người khác khi mà gì đó gọi là. Hôm nay ngồi live với mọi người mới lấy cái hộp thuốc ra chứ. Tại vì cái này còn 4 viên là đúng 3 tháng luôn á. Hồi xưa lúc mà mới bị lấy ra đỡ trong cái hộp collagen đó mọi người. Bên mặt trong cái hộp collagen còn không ta? À hết luôn nè. Chỉ là đúng còn 4 viên á. Xong rồi lấy cái mấy cái này là dục liền sợ lắm mọi người. Em uống được hơn 1 năm rồi. CD4 lúc đầu có 46 nè. Ủa, CD4 mà sao có 46 em? CD4 thường là 200 là ít nhất, dạng như ít nhất, mà 46 là có thiệt luôn hả? Là có luôn hả? CD4 bình thường con người là 500 tới 1.500 á. Hiện trễ hả? Ồ vậy hả em? Nghe mà buồn quá vậy em. Nhưng mà em cố gắng vượt qua nha. Tại vì anh thấy á, nhiều người á, bị giai đoạn muộn, nhưng mà người ta uống là vượt qua vẫn như bình thường luôn. Là có luôn. Cho nên em ráng nha bé ơi. Người bán nỗi buồn kìa. Chọn cái nick của em nghe thấy buồn quá ha. Nhưng mà thiệt ra bán cái nỗi buồn cho nên là em đâu còn buồn nữa. Là cái nick là vui. Hay đúng không? Vậy là cái nick này hay nè. Em đừng có buồn nha bé. Uống vô là nó khỏe nha em. Đừng có buồn nghe chưa. 46 bình thường hả? Ý là dưới ngưỡng là sao anh không hiểu ta. Hình như em lộn CD4 là
với lại cái lượng tải lượng trong máu là nó khác nhau. Có chừng em lộn 46 bình thường mà, có nghĩa là nếu mà 46 là gọi là cái tải lượng virus trong máu đúng không? Em lộn đó, tại vì CD4 nó là gì ta, gọi là cái gì quên, tự nhiên quên lẫn không, nó gọi là cái quên lẫn, nói chung là nó gọi là cái nhưng quên lẫn à, nhắc dùm cả em, nhắc ba ấy là CD4 là gọi là cái gì ta, ấy là cái tự nhiên hơi quên luôn ta, đúng rồi, CD4 thấp dễ bị cơ hội. Nhưng mà bạn đá bạn đang lộn, tại vì 46 là nó quá thấp, là nó dành như cái đó thấp là tốt, là do cái tải lượng virus trong máu á là dưới 200 ml bản sao thì nó sẽ không lây nhiễm cho người khác, nó không có đủ cái tải lượng. Là mình uống cái thuốc này là mình là làm cho cái virus nó ấy đó, nó không có phát triển nhân nhân lên đó. Còn cái CD4 là nó khác, tế bào lympho chi à, đúng rồi, vậy là em lộn đó. Của em nếu mà 46 là tốt đó, tại vì nó thấp quá, là dưới 200 ml bản sao rồi. Còn cái CD4 là khác nữa em, CD4 là cái gọi là cái hệ thống miễn dịch của mình đó, hệ thống miễn dịch của mình thì nó phải nó của một cái người bình thường là từ 500 tới 1.500 hay 1.200 gì đó. Vậy bây giờ em uống được 1 năm, em ổn chưa, người em có sao không, có chấm chấm gì không, nó ổn hơn chưa? Lúc mà mới uống cho nó mệt, nó giật dữ không, em đừng có buồn nữa nha. Anh cũng đang buồn nè, nhưng mà anh thấy em tâm sự anh thấy buồn, em có buồn thì em chia sẻ, anh sẽ hưởng cái buồn của em mặc dù anh cũng đang rất là buồn, nhưng mà không sao. Buồn ơi ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi ta xin chào mi. À, uống người lao mới mệt nhất hả? Đúng rồi, mấy bạn ở Việt Nam đó, anh là uống uống người lao là hình như đâu 3 tháng hay là như ta 10 tuần hay gì á hả? Phải uống người lao gì chứ, bên đây là anh thấy người ta không có nói cái đó. Nhưng mà mấy bạn ở Việt Nam là chuyện người la 3 tháng, đúng rồi, anh thấy mấy bạn uống dự phòng lao, người ta gọi là dự phòng lao á, nhưng mà anh không có uống cái đó, người yếu giờ nó vô cái kia rồi. Anh cholesterol cao nè, mỡ trong máu cao là 8 184 luôn á, 100 từ 109 trở đi là rất cao, mà anh là 184 rồi á. Tuy nhiên anh không có người anh không có mập, nhưng mà là mỡ trong máu. Đó, bạn Giang Tuấn hỏi cái câu kìa. Mà thiệt ra Huy đâu có phải là bác sĩ đâu, mọi người vô hỏi Huy làm chi, mọi người tự tìm hiểu. Vô hỏi Huy mấy cái đó, mọi người hỏi Huy mấy cái đó là mọi người đang làm khó Huy, tại vì Huy đâu có phải bác sĩ, Huy không có được phép nói tầm bậy. Thứ nhất là nói tầm bậy là người ta nói mình là không được, hoặc là người ta nói mình binh cho cái bệnh của mình là thứ hai nữa, trời sợ lắm. Mà mình là cái người dễ bị những cái ai tấn công, tại vì mình người ta nói chung là dễ, cho nên mình không có dám. Sao đi kha mình tiếng Thái với anh nữa, không biết người Thái người Việt này đợi coi 10.000 follow luôn nè. Vinaya Sutta Sao đi khắp con Thai bao khắp con Việt Nam lọ rồi con Thai khắp.
Đúng rồi đó, có những người suy thần lên lai tư vấn hơn trẻ bác sĩ. Có những, đúng rồi, có những người suy thần lên lai tư vấn hơn cả. Nói chung không phải chuyên môn của mình mà mình nói. Là mình ăn chửi là thứ nhất mà không phải chửi. Không, mà là nói sai cái vấn đề là nó nguy hiểm lắm. Là có chuyện đó chứ không phải là ăn chửi không đâu nha. Lạc quan nha, anh đang ở Việt Nam hay em vậy không? Em về Thái Lan. Huy ráng chờ thêm chút một tí rồi đi coi phòng, chứ không có dám ngủ. Tại vì tương lai của mình không có như ngày xưa nữa mọi người. Tương lai của mình đang hạn hẹp, nó không có giống như người bình thường á. Vì cái phòng này là Huy chuyển từ cái nhà kia, cái chỗ đó người ta cho ở một tháng, cho nên là bây giờ phải kiếm một cái phòng rẻ. Tôi thì tôi hên xui bạn ơi. Excavator tên hay quá ha. Nhưng mà nó bình thường thôi, nó bình thường ấy, là sống bình thường. Làm sao mà bình thường được bạn? Không có bệnh trong người, nói chung là nó không có có thuốc rồi, nó làm không có lây nhiễm này nọ rồi đó. Chứ có bệnh trong người mà sao sức khỏe như người bình thường được. Nói chung những cái người bị thì người ta sẽ biết, còn những người chưa bị á thì người ta không có biết được cảm giác đâu. Nhưng mà thiệt ra là đúng là có những người bị rồi nhưng mà người ta vẫn khỏe mạnh trơ trơ, nhưng mà tùy cái người, cho nên là không có giống như cái chuyện cái dịch ngày xưa đó, vì sao có người đi có người không. Nói chung cũng tùy cái người rồi bạn ơi. Nói chung hôm nay like tới đây thôi nha. Hơi cảm ơn cả nhà, cũng nhờ like hôm nay mình mới mở cái hộp thuốc này ra lấy thuốc. Hello, Snail Boy. Hello ạ. Chúc bạn đáng thuốc. Mọi người được nhiều người quan tâm nha. Bạn phải sống lạc quan, tập thể dục nhiều, ăn uống lành mạnh, tăng sức đề kháng. Mình không có thể nè mà tập thể dục được như ngày xưa. Nói chung là cái gì nó cũng có giai đoạn từ từ mọi người, không có đủ sức đâu. Cái gì quá sức nó cũng nguy hiểm. Huy tập nhưng mà Huy cũng ráng từ từ chứ không có con. Nó giống như là một con người nó mệt lắm, không có được nữa. Nói chung Huy cố gắng uống thuốc kháng HIV tầm 10 năm nữa HIV. Huy không biết nhưng mà hơn xui. Anh phải lạc quan lên hả? Nói chung có lạc, có lúc này lúc nào nói chung cũng lạc quan, nhưng mà có những cái lúc buồn lắm. Tại vì cái tâm lý của mỗi người nó khác nhau. Nhiều khi cái tâm lý của Huy nó không có giống tâm lý của người khác. Như là tâm lý của một người một năm nó khác cái tâm lý của người mới bị. Nó phải có giai đoạn cái mọi người. Con người nó cũng có giai đoạn mà. Em bé với người trưởng thành, người lớn, người già. Bệnh cũng vậy chứ. Giai đoạn đầu vậy. Tiếp nhận tâm lý nó cũng khác nhau mà. Không lẽ giờ Huy mới bị rồi cái cảm xúc của Huy nó phải giống như cái người lâu năm. Không có được. Đang ở nhà, Su bên mình khỏe nha. Cảm ơn mấy em nhiều nha. Tháng sau qua tháng này mong được gặp Huy hả? Huy, cuộc sống vô thường lắm, trời kêu ai nấy vậy. Quan trọng thấy bản thân vui là được. Đúng rồi, excavator, đúng là như. Like lâu quá người ta bắt mình xác minh, người ta sợ máy tính đó. Ở bên Thái vui lắm, có mấy người like để cái giọng đi ngủ rồi này nọ, mà có nhiều người vô coi lắm, để cái giọng đi ngủ là tiếng ve kêu rồi đó. Sống vô thường kêu, trời kêu ai nấy về. Đúng rồi, lúc mà Huy mới bị là Huy ghi cái status là
Trời kêu ai nói dạ, xong hơi trả lời dạ là hơi nghĩ mình đi rồi á. Tại vì hồi là hơi ở bên đây cho Huy không có rành về cái này, Huy chỉ biết cái thuốc prep thôi. Mấy cái người mà có cái nhu cầu cao người ta hay uống mấy cái thuốc đó đó. Chứ Huy đâu có biết có cái thuốc này. Em cũng dễ buồn dù hơn một năm rồi, chỉ một mình em chống lại với bệnh. Đúng là buồn lắm em ơi, người ta nói vậy thôi, người ta động viên mình vậy thôi chứ sao mà không buồn được. Buồn dữ lắm á. Nhiều lúc á hả, cái lúc mới bị hở ngày nào cũng khóc. Khóc hở khóc mà mấy cái đứa nhỏ sát phòng nó tưởng ma. Nhưng mà giờ là không có khóc nữa, nhưng mà nó buồn cái kiểu hả. Có cái nỗi buồn là chỉ có những cái người bị như vậy là mới hiểu được thôi, nó buồn lắm. Người ta nói bình thường cái đâu có bình thường, thử bị rồi có thấy có bình thường không? Không bình thường được đâu nha. Cái bệnh chưa chữa được mà sao bình thường. Mà cái cảm giác họ là cái bệnh này là người ta sợ. Từ cái ngày xưa thờ ông bà cha rồi để mấy cái hình cái đầu lâu này nọ rồi đó. Là từ cái Huy là từ cái thế hệ trước. Cái bệnh này là người ta tuyên truyền từ những cái thế hệ trước nó ghê. Còn giờ thì mấy em bên Thái Lan thì cũng đã, mấy em nhỏ thì đã được học là có cái thuốc này nọ rồi. Mấy cái lúc mà Huy bị là Huy, mấy cái em Thái bên này đã biết về là có thuốc, với lại nó cũng không lây truyền cho những cái người mà hiểu về căn bệnh này á. Nhưng mà cũng có những người không có hiểu. À, học sinh ngồi cuối lớp, hồi xưa anh cũng học cuối lớp á. Em đừng có hỏi mấy câu đó em ơi. Chi nữa. Nói chung mấy đứa thương anh thì động viên anh thôi chứ đừng có hỏi mấy cái đó làm gì. Khóc nữa hết nước mắt rồi hả em? Trời mà khóc hết nước mắt thì có cho giờ đã anh đâu còn nước mắt được khóc nữa đâu. Khóc là vì giờ là chỉ còn nước mắt khóc là những người sao mà nói những cái lời ác ôn quá thì khóc thôi. Chứ còn mà khóc về cái căn bệnh là hết nước mắt để khóc rồi thì chỉ là những cái ngày đầu này nọ thôi. Ghê thôi em ơi, ghê thôi. Có chỉ có những cái người bị nhưng mới biết mà thấy không? Cái người bán nỗi buồn thì biết mà thấy chưa? Bị một năm rồi mà còn buồn. Nói chung là không thể nào hết buồn được đâu. Nó cái buồn mang mát là những cái người tới làm quen mình nữa. Mình cũng đâu có nghĩ được cái chuyện tới được với ai đâu. Mà anh không biết người khác sao chứ mà anh là ai mà làm quen cho bị là sẵn trong miệng nói ra cái câu đó. Có người cũng mình ráng bình tĩnh nói chuyện với mình để cho mình đỡ quê hả? Xong rồi sợ chạy đi. Nhưng mà có những người hiểu rồi, hoặc là có những người yêu thương mình đó. Nhưng mà cũng có những cái người đó yêu Huy đó, ngày xưa yêu biết Huy bị gì này, nói chứ giờ tôi ngưng uống cái thuốc đó để tôi bị giống bạn là bạn yêu tôi. Nhưng mà ý là nói là giờ mình bệnh đó, là ý là mình bệnh đó, nếu mà người ta bệnh giống mình là mình sẽ yêu người ta á. Ý là mình, ý là mình dưới một bậc là mình, là bây giờ mình dưới một bậc rồi. Mình là không còn người bình thường thì giờ người ta cũng xuống cái người thành người không bình thường giống mình á, thì mình sẽ yêu người ta. Mà cũng đâu phải vậy, mình yêu ai là mình yêu người đó chứ đâu có thể mà người có bệnh hay không có bệnh làm ai mình cũng yêu, mình đâu phải cái máy đâu. Hello em, Huy bán len là con tắc len hả? Nhiều cặp vậy em, để anh mua ủng hộ cho đi. Nhưng mà mắt anh đeo len không có hợp. Cái mắt anh là phải màu đen, mắt anh đeo len không có hợp. Nghĩa là ủng hộ dữ chưa? Anh có bị kiểu xa lánh không anh? Nếu thì đừng buồn nhé. Tại vì cái tính của anh là cũng một mình, anh không có bạn bè gì nhiều quá. Cái tính anh là một mình cho nên anh đỡ hơn những cái người khác. Là có những cái người ta thích bạn bè rồi nhiều, ấy rồi nhiều lắm, là người ta sẽ bị buồn. Còn anh là khác nha. Anh không có buồn cái đó, mà anh là buồn là mình không còn một người như xưa nữa thôi. Là mình không còn là một cái người bình thường nữa, em hiểu không?
cho dù cái tải lượng của mình ở dưới ngưỡng thì mình cũng có trong tế bào, trong gan, trong thận, trong tim rồi đó. Ngỡ mày mấy cái bài đã phải buồn buồn mà nhảy ra đồ thế ngỡ chết. Còn anh không có bờ sợ bị xa lánh, anh chỉ sợ những cái lời nói ghê gớm thôi. Còn tại vì cái tính anh một mình mà, em thấy anh sống một mình không, cho nên là anh không có buồn, anh chỉ buồn về anh thôi, anh không có được như ngày xưa thôi. À anh sự kim ke hả, anh làm đại cái gì cũng được hết đó em, bệnh của em bình thường mà, cũng đúng giờ. Và em cảm ơn chị Mỹ Anh nha, Sabon gì có người Thái mà kích thửng kìa, Sabon chắc cũng nhớ hả, ai vậy ta, để theo dõi lại. Sawadikap pi Satapon Chakupan. Em, Jin, em đừng có hỏi mấy cái chuyện đó. Anh buồn đó. Nói chung là động viên anh được rồi. Còn mấy cái chuyện mà thế nhiều vậy đừng có hỏi anh nữa. Sao có thuốc tim á hả? Hình như có cái thuốc tim chữa mà có cái thùng cái thuốc tim mà cái thuốc tim mà dạng như là phòng luôn á, khỏi cần uống prep luôn á, có cái thuốc tim đó, cái ngôi làng châu Phi á, ngôi làng châu Phi mấy chị đó chích vô, chị phụ nữ á chích vô là không bị luôn, 100% luôn á, không bữa đọc ở đâu á. Rồi ước gì tôi làm phụ nữ ở châu Phi không, đợi tôi giờ tôi khỏi bị, tôi ngồi đây nó cùng nó điên, người ta tưởng tôi hồi nãy có người vô nói muốn nổi tiếng rồi chứ. Skincare là thấy cái gì dưỡng da là đắp đài lên em ơi, mà anh hay xa ê mà đâu có được cho cái nhãn hàng đồ lên em ơi, em nhãn hàng đồ lên là người ta ấy á, đọc cái tên nhãn hàng không có được. Bữa tivi nói hả, da đẹp sẵn da đẹp sẵn này kìa, các bạn kêu da đẹp sẵn kìa, anh biết sớm uống thuốc trị là hết. Em cũng đang ở Thái này anh Huy, vậy hả? Em đi chơi hả em? Kem gì vậy? Ê, người ta không có cho để cái nhãn hàng lên. Hồi xưa là mới ok chứ bây giờ anh uống thuốc nhiều cái da, thiệt ra uống thuốc này á cái da nó sẽ bị ấy đó, nó khô. Cái thuốc, có những cái người uống cái thuốc này lâu năm cái da nó bị sạm á nha. Mà hồi bữa anh thấy cái bạn bị 10 năm rồi mà cái da nó bóc à. Nhưng mà cái thuốc này thường thường là sạm da đó nha. Anh uống cho anh cũng thấy đó, chứ không là hồi trước anh nhìn anh còn được bây giờ anh thấy anh gớm rồi đó. Trị được đúng rồi, phải để sau 72 tiếng mấy em mà có tai nạn gì là mua uống liền, mà uống càng sớm càng tốt. Thí dụ mới lỡ mai ấy hứng cái gì lên ấy rồi thì đi ra ngoài mua liền, mua cái đó uống một tháng á. À, mình tuổi con rắn bạn, mình 34 tuổi, sinh năm 1989, bằng tuổi tóc tiên á. Người bán nỗi buồn còn coi không? Em người bán nỗi buồn thấy buồn quá không? Anh mong em bán được nhiều giảm hết nỗi buồn. Anh còn liên lạc với Henry Lu không hả? Anh ở bên đây lâu rồi anh đâu có liên lạc. Henry Lu dễ thương hiền khô à. Hồi xưa đóng phim cũng hay nói chuyện với Henry Lu đó. Hiền khô à. Thấy không? Anh Henry Lu cũng bị tai nạn rồi, có mấy người vô comment nói gì á, tội nghiệp. Nói chung sao có nhiều người ta ác ghê.
thôi anh cố gắng. Ông chú sếp bên nhà em 20 năm rồi mình nhậu phè phè. Thì cái thằng hồi bữa anh gặp nó đi coi nhà đó, trời ơi, nó 10 năm rồi mà nó ai vậy, hiểu không? Hiểu không? Mà sao 10 năm được hay dữ trời. Nhưng mà nói chung là tùy người. Chắc là biết sao không? Nó sao được 10 năm chắc là không có suy nghĩ nhiều quá. Vậy nè. Rồi. Không cần suy nghĩ nhiều nữa. Các con không có cần ai nghe ai chửi rồi cái được 10 năm quá. Còn mình là mình không có vậy nè, mà người ta nghĩ là mình vậy nhưng mà đầu óc mình không có được bình thường. Rồi mình nghe mình là mình nghe mình không khai rồi mình bị yêu. Đó là mình nhiều khi là mình mình chết ở trong tim, mình chết ở trong đầu óc là mình đi sớm luôn nha quý vị ơi. Đúng rồi, nhạy cảm. Người bán đồ buồn nhạy cảm rồi em. Nhưng mà giờ người em khỏe hơn chưa? Anh nói thiệt á. Người em có những cái dấu hiệu gì? Giờ nó có bị đỏ nổi chấm 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 đồ không? Thuốc mua ở đâu vậy anh Huy? Em có bị không mà em hỏi. Chừng nào bị á, ở đâu, nước nào mà người ta sẽ chỉ cho em mua bảo hiểm rồi gì đó. Còn nếu mà em ngại này nọ là mua là, những cái chỗ phòng khám tư nhân của nó, mấy cái anh đó, mấy cái anh ở trên của anh nó anh share lại đó, có mấy cái anh phòng khám rồi đó, ở trên top top nhiều mấy cái anh phòng khám đó, mẹ hỏi mấy cái anh đó đó, nếu mà ngại đi tới. Nhưng mà thiệt ra là mấy em cứ đừng có sợ, ráng lên nha. Thôi anh like tới đây thôi nha. Ở trong tiệm anh nói về anh thân với ai nhất? Thân với chị Lucy. Vừa rồi về Việt Nam anh gặp chị Lucy. Nói chung ai anh cũng thích hết đó nha. Cái phim đó là ai cũng dễ thương, ai anh cũng thích. Nhưng mà thường nói chuyện nhất là chị Lucy, chị Nguyễn Vũ Nhã Phương đó. À, thiệt ra không phải nha, anh lộn. Tự nhiên nói mới trực nhớ. Thiệt ra anh thân với người thân nhất là chị Mai Ca. Chị Mai Ca nha em. Chị Mai Ca là chị qua bên Thái, là chị qua nhà anh ở đó hai lần ở nhà anh. Chị Mai Ca là người thân nhất nha, quên đi cho tự nhiên quên lẫn. Thôi anh chào mấy đứa nha, bye bye. Người bán nỗi buồn ở đừng có buồn nữa nha, người bán nỗi buồn ráng bán đi, ráng đi những cái nỗi buồn để đừng có buồn nữa nha. Người bán nỗi buồn. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng con xin kính lại ngài, đóa hoa sen trước mặt con xin lời từ bi. Chú đại bi. Nam mô nam mô nam ni Om Namaste. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ, những điều hạnh phúc. Ai mà coi trong cái livestream này của Huy thì Huy mong mọi người sẽ có những cái điều hạnh phúc, vui vẻ, bình an nha. I love you.